khóa gấp châm lên gần. Con này sao lại giao bang ta? Tôm tép các kiểu con đà điểu. Ây dồi ôi, hello anh em nhá. Nay thì lại online mình ra bút đi thủ cửa thôi. Tầm này mình ra bút nó cũng là một hệ phái khá là đáng chơi luôn em. Hôm nay thì chỉ có một cái đặc biệt đấy là 9 giờ ngày hôm nay thì có một cái giải đấu của anh em binh lưu tổ chức, là cái giải 3 với 3. Mình thấy hình thức cũng khá là hay và quy mô thì cũng trông nó cũng khá là ok. Thì anh em có bảo mình 9 giờ qua qua làm trọng tài phụ. Lúc đầu em có nhờ mình đứng ra kiểu quay số kiểu luôn, nhưng mà cái hình thức đấy mình làm không quen, kiểu như là đánh theo kiểu chia ra vòng bảng, nó khá là chuyên nghiệp ấy. Chính xác hơn thì kiểu đánh của anh em Lưu đang tổ chức nó thuộc quy mô gọi là chuyên nghiệp hơn là cả cái giải đấu mà mình đang tổ chức, nên mình gửi mình muộn quá, mình xem qua thì mình cũng hiểu về cái cơ chế rồi, chia vòng bảng các thứ rồi, nhưng mà kiểu gấp quá ấy, nên mình cũng không không sẵn sàng. Đây mình sẽ làm trong trong tài phụ cho anh cái giải đấu tối nay của anh em Lưu. Thì tối nay thì mình xin phép anh em là mình sẽ mượn cái map, mặc dù biết là cũng chả ai đánh đâu, thì mình cũng thông báo luôn là mình sẽ mượn cái map 33 ở Thành Đô để cho tạo điều kiện cho anh em làm giải đấu. Thì cái này thì tất nhiên rồi, anh em biết rồi, trước giờ thì bên nào nhờ hay là tất cả các phe phái thì nhờ thì bên mình luôn tạo điều kiện để cho anh em có một cái gọi là sân chơi để gọi là thứ nhất là kích nhiệt cho server, thứ hai là giao giao lưu võ thuật cho vui. Thì nên tối ngày hôm nay thì mình thông báo sớm, công ty anh em lại bảo là không phải khu vực của bên mình hỗ trợ, thì anh em lại tránh cái tình trạng thì trước đây cũng có rồi, nên là kiểu một số người phá các thứ thì hôm nay mình sẽ xử lý nha anh em. Không phải riêng bên Lưu đâu mà tất cả bên nào mà chỉ cần khi mà gọi là có nhờ bảo bên mình hỗ trợ để cho anh em làm một cái giải đấu hoặc là một cái kèo cáp gì đấy thì luôn luôn được hỗ trợ nhé. Hiện tại thì chưa có dự kiến, nhưng mà nó cũng tùy theo cái server này. Nếu nó có hai trường hợp, nếu cái trường hợp mà server này chuyển 96 không không bước qua được thì cũng có thể rơi vào tầm trong tháng 11 gì đấy. Đấy là cái sớm nhất. Còn nếu mà server này thì còn vận hành được tốt mà không không gặp sự cố gì thì không có dự kiến đó. Nhưng mà hôm nay ông bỏ mẹ nào chơi ác vãi lìn, ông bỏ mẹ nào qua cái server nào ta, của mình cũng không biết nào qua server nào thì bảo là người của bên mình, xong rồi đi lôi kéo rủ dê người ở bên đó qua, má nó chửi, nó nhắn tin về bếp nó chửi quá trời chửi. Mà mặc dù thì anh em biết rồi, từ trước nay mình làm game thì cũng mấy năm trời rồi thì kèo quá, kèo thì chắc khó đấy, bởi vì cái giải đấu này là người chơi nó tự tổ chức cái chiến, nên cũng không biết được là kiểu cùng phe hết thì mình cũng lười làm kèo. Không phải là bảo anh em không uy tín, nhưng mà kiểu cùng phe hết thì lấy ai đánh kèo ngược lại với mình, thế là có mà nhảy cầu à. Ít ra thì chơi kèo thì nó cũng phải có một cái sự hóng hớt của anh em hai bên cho nó vui, chứ bây giờ lỡ may đánh kèo mà toàn một chiều không thì chết dở. Tạo kèo cho nếu mà hai bên mà có nhảy ý mà anh em mà vừa thích vui chơi có thưởng các thứ thì mình còn làm được kèo, chứ còn chỉ một bên thì mình không làm nhé. Do cái này không phải là giải đấu của server tạo mà nó là giải đấu, cái quy mô này thì chắc anh em ở bên Tống thì biết rồi, nó cũng chả đâu, ngoài ra thì cái quy mô giải đấu này thì cũng xuất phát từ bác Cường Trọc thôi. Kiểu ông Cường Trọc ông là một người mà mình cảm giác là kiểu khá là đam mê tạo những cái giải đấu như này á, và mình thấy cái quy mô người ta làm các thứ thì chắc anh em chơi trước thì Cường Trọc hay tổ chức cho bên Tống thì anh em cũng biết rồi, chứ không có gì lạ hết anh em. Này mình xem thể thức kia các kiểu thì mình thấy anh em tổ chức như thế còn nó còn chuyên nghiệp hơn cả bên mình mà. Nói thật về phương diện là chuyên nghiệp hơn bên mình nhiều, nhưng mà nó kiểu chuyên nghiệp quá nó phức tạp, kiểu đánh làm cái giải đấu thực hiện tháng thì kiểu đánh nó cơ bản thôi. Cái nào mà bên mình kém thì bên mình sẽ nhận, bởi vì nó đi một cái form nó cũng lâu rồi á, chứ không phải là không. Quá nhỉ, con này bắt dương là cái gì nhỉ, nội bộ tạo
Cái này thì anh em nào, vì anh em trước thì anh em cũng biết rồi, nó không có gì lạ. Nhưng mà trước thì thường mình không có được nhờ thì mình cũng kệ, là anh em khi nào mà anh nhờ thì mình vẫn giúp. Cái này thì anh em cũng giỏi, anh em nhờ mình sẽ giúp, mà trước giờ không méo ai nhờ. Hôm nay thì anh em nhờ qua hỗ trợ mát rồi tiện theo dõi một xíu chơi cho vui thì cũng hay. Chứ còn mình đang định chủ nhật này làm một cái event chính trường nhỏ nhỏ nữa nhé. Chủ nhật này tạo cái event chính nhỏ nhỏ để khích lệ lại tinh thần anh em đánh chính trường nó, cho nó vui. Bên Liêu qua Tống cũng nhiều nhỉ, thấy anh em học nhiều. Thì sau cái xích mích thì anh em biết rồi, nó đều có sự đánh đổi cả, giống như kiểu giai đoạn mà Liêu vừa xích mích thì gần như anh em thấy thôi, thị trường thì Tống cũng đánh tới nhà Liêu thôi. Nên mà cái xích mích nó đáng sợ lắm, nó vừa mất nhân lực, kiểu một số người chơi lão làng đi thì người ta kiểu không không muốn chơi, ví dụ xích mích nhiều quá người ta lại cũng không muốn chơi, người ta không bách phe không gì cả, nhưng kiểu người ta nản, người ta không muốn chơi nữa, khi là thấy những anh em của mình quay sang chửi nhau rồi thế này thế kia người ta không chơi nữa. Còn một số anh em kiểu như là nhìn lại ngứa mắt nhau thì lại đưa cho quyết định là bách phe để đấm nhau, thì nó tạo ra hai cái áp lực lận, nên một bất kể một cái phe nào mà khi mà có một chút vấn đề về lục đục nội bộ thì phe đó sẽ yếu đi trông thấy luôn. Còn giai đoạn trước thì còn khôi phục được, chứ tầm giai đoạn này thì gần như cái cửa để gọi là khôi phục lại nhân lực là gần như là bằng không thật sự rồi. Thì giai đoạn này là giai đoạn nó đã có bước vào giai đoạn gọi là đào thải người chơi rồi, người chơi để mà bây giờ một người khác, người mới không thể mua acc được. Nó thật là acc thì nó chỉ là mua từ mình mua acc này rồi mình chơi acc khác thôi, để mà bui là không không bui nổi nhé. Bây giờ mà bui từ đầu thì quá cha mua ba con này thì nó bị một cái khó rồi đấy, nó kiểu với lại cộng thêm là giai đoạn này nó không đủ sức hút để kia nữa. Chuyển sinh sáu thì lúc đầu bên mình cũng có ý định rồi, thông báo sớm rồi đấy, thế là có đua top cấp để cho anh em đỡ chán này, đua top cấp rồi đua này đua kia để cho nó thay đổi không khí một chút. Con này không có bang nhưng mà bây giờ thì cũng không cần, đa số anh em bút tất cả được như ngày xưa. Kể mà học hỏi được cái cơ chế tạo thể đấu xong này làm cái kiểu như các bác kiểu được, thật ra thì cái đấy cũng dễ. Nó có một cái web hồi xưa thì sếp mình có gửi một cái web rồi, không cần thiết là gì sắp xếp như thế, chỉ cần bỏ lên web bấm phát là xong. Và đợt đấy tôi làm, tôi nhớ không nhầm là tôi làm ở trên ở bếp của diễn hay miễn phí, thì mọi người kiểu thấy nhìn cái bịp mọi người không không chịu thôi, kiểu nó rẻ làm phát bụp bấm một phát là có một cái trang web bấm một phát bụp một phát là xong luôn. Nó chia tất cả các bảng đánh từ đầu đến cuối, đội nào gặp đội nào và đánh nhánh vô địch các thứ, nó chia chia chuyên nghiệp lắm cơ. Điểm yếu duy nhất của nó là bấm một click cái là xong. Nhớ nha em, 9 giờ 10 thì anh em mình theo dõi cái giải đấu cho nó vui. Hồi xưa thì trước thì bên game mình cũng có tạo một cái giải đấu level 7 mấy rồi. Đợt đăng ký đăng ký à, kinh khủng luôn. Thời đấy thời còn chơi làm bui tầm 5 7 ạc đánh giải. Má nhưng mà cay cái là đợt toàn tự ạc mình loại ạc mình không, vào đến bên trong thì còn được sót một hai chết mẹ này, giờ mình tắt mic mà mình nói anh em mà nghe hả ta.
Ui cha, nãy giờ quên mất anh em ơi, nãy giờ tôi quên, tôi tắt mất cái macro này. Ấy à, hello anh em nhá, nói quá trời nói mà nãy giờ quên mất, nói liên tục. Tầm 9 giờ 10 ngày hôm nay thì có một cái giải đấu, chắc là này bị là tắt mic quên. Thì 9 giờ 10 ngày hôm nay có một cái giải đấu của anh em bên Feliu tổ chức nhá. Thì về quy mô các thứ thì mình thấy nó khá là ok. Tầm với thể lệ đánh là ạc mới này, ạc mới tạo, ạc tạo xong rồi nhận tân thủ để đánh nhau thôi. Mà tính chất cân bằng, còn các hệ phái thì em tự chọn. Thì thực sự mình thấy cũng khá là hay, và quy mô danh sách các thứ anh em làm nó cũng nhìn chuyên nghiệp với cả trường. Phải đi đánh mình nó bút đi thủ dòng thôi, tầm này mình lại hơi ngán thiếu một quyền, kiểu tầm này thích chơi kiểu thuộc thủ này, đánh cho nó quyền kiểu chết liên tục nhiều nó hơi oải. Mấy nay nhiệt lại thấy có nhiệt thế nhỉ, nhìn nhầm không ta, lại homie à? Kiểu đánh ninja bút đánh thủ dòng kiểu nó có công hiến hơn, đánh cái long quyền cứ lao lên sút 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 xong chết liên tục nhìn nó giết nó lười. Nó sinh động hơn một chút rồi này. Mình thì mình không lên trên được cái nhá. Ui. Tưởng còn nick đam được. Thì à, công nhận con Thuy lên nửa ít đam vẫn nó là vẫn là cái gì đấy kinh khủng được chứ. Thật sự con em luôn là con Thuy lên nửa ít đam nó vẫn kinh khủng quá. Có tính toán mà thế mà đẩy lên được một chút như này là ok rồi, chẳng qua là nhìn như này thôi thì nó làm giảm một chút nhân lực từ bên phe lưu, nhưng mà chơi con này thì cái thế này ngon lắm, kiểu gì cũng có đất dụng võ cả. Ui trời ơi, cái gì đây, một cái bạo vũ nửa cây ạ. Chết kìa, bên kia vẫn đông lắm anh em. Đứng ở đây thì lại ngán nhất con Phi Linh nữa. Tầm này người ta toàn top 2, top 3, không người ta không chơi 1-1 nữa đâu. Chắc phải đứng sau trụ rồi. Ơ và nghe á, lạ vậy. Bởi vì nãy mình thấy là lạ, mình mới để ý mà sao không nghe cái âm thanh gì. Ủa vậy là mic của nó đến từ đâu nhỉ? Không hỏi thật chứ. Này không biết là mic của mình đến từ đâu ta. Mình mới mở lại cái kia lên. Con này thì đánh không bao giờ phế được rồi, kiểu gì cũng góc đứng. Thả chết con thứ long quyền dễ hơn thả con gamidan hơi khoai, kiểu thả con gamidan nó hay có cổ sư cover khó chết. Gì mà đá ghê vậy, có phải chi mà có thêm cổ sư nữa thì đẹp. Tầm này ông nào ông lấy kéo xe thêm con Gami kiếm với lại con cổ sư hết trời trời. Nhìn công nghiệp thế nhỉ. Đều. Thiếu cổ sư. Thiếu cổ sư nhưng mà không đỡ được cái dàn hữu ứng.
chết chóc lắm. Lủng bạo kích kìa. Nhưng bạo kích 150 mà cảm giác đam vẫn vào đấy ta. Hơi vào nhá. Để chuyển cái quần chiến cuồng, mình thích đánh bằng quần chiến cuồng hơn. Cô cụ quá địch. Cô cụ 61 lại vậy, hết hiệu bang à? Ừ, hết hiệu bang anh em ạ. Để xong cái mạng này ra đổi cái hiệu bang cái. À thôi ra đổi luôn đi. Ấy nó cứ sai. Cửa hàng điểm cống hiến. Ôi cha. Đi đi xin bang nữa, khổ thế. Giờ này đi xin bang là thì căng à, giờ này đi xin bang không biết xin được không nữa. Ông nào có chức có quyền ta? Xin đại đi, ông nào gì thì gì. Lủng 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 bạo kích em á. Bộ sao đam có thấy nó cứ vào vào thế nhờ. Này này. Này không có chức có quyền gì luôn hả? Đất Thunder. Con nào ta? Bị lủng bọc kích với lại lủng kiểu vô cụ là nó khó chơi. Sao mình cứ thấy là lạ, hôm trước mình còn tăng được. Lùng cả hai hệ luôn nên nó bị vào đam nhiều lắm. Được, đứng cái bang thôi. Hello Lâm Hồ nhá. Ây da, cũng lâu lắm rồi mới thấy bạn này. Đợt này anh em đi ngao du ở đâu chơi à? Nhưng mà thầy nào mà hôm nay mà đi đi qua server khác rủ nhé, đi nhắn tin rủ về server mình chơi nhé, bỏ đi nhá, má chửi. Đi tốt thì xin nhận. Đông quá, ngộp CC, không có góc hả? Đi lôi kéo mọi giặt. Chờ server mới con bách là được rồi, tầm này mà bảo anh em con bách thì đâu hơi khó. Ui vậy đi kiếm một cái bang để tôi vào, tôi đi đổi cái hiệu bang ấy. Ui. Đau. Bị xin đại cái bàn cái. Đỡ biết con mẩn về lại ở à, đâu mẩn vẫn là homie. Xin này thì mình chỉ là đi xin để đi lấy bộ bang thôi, xong rồi tí mình ra luôn. Đâu đang đứng ở đâu ấy? Ra đâu? Bang nào cũng được, chỉ đổi hiệu bang thôi. Được luôn. Không, nó bị lủng hai hệ không đánh được. Vừa bị lủng vô cụ vừa bị lủng phá địch, nó đam chốc quá. Thốn. Con này đi thật ra thì không cần thiết là phải đi phá địch chắc không lủng nữa. Đây rồi, bang lớn đây rồi. Xin vào cái bang phát. Duyệt đi sếp ơi. Duyệt bang ấy đi đổi điểm ấy. Lủng hết cả đít. Ủa? Xin xin xịt hả?
Ôi, cảm ơn người anh em. Đó, kiểu nó đỡ bị lủng một hiệu đi, nó dễ chơi. Cảm ơn nhiều nhá. Giờ dễ chơi hơn này. Không không cần thiết phải lấy cái óp mà dưới là cái óp nó phá địch đâu, bởi vì không lùng được phá địch. Nó cũng như bạo kích ấy. Game nó sẽ nghiêng về cái hướng mà hạn chế để anh em bị lủng hơn. Đi theo mấy con mình ra bút về mấy con đường 100 cũng ngon. Đường 100 nó có cái nhịp ngủ cái là mình bồi đam là ngon, lụm lúa. Đam hẳn không? Ây da. Cái cờ. Đúng nhịp quá. Con này đi giảm thương bạo kích làm xét thiên hạ có xong rồi, còn giảm thương bạo kích đi. Giờ chịu đòn ổn hẳn. Tôm đây. Xúc nhấc đứt nó lên liền mình béo. Không ok chưa, bảo anh nhỉ, như là bảo anh thì phải. Mỗi ông thường kiểu chat riêng biệt xíu. Ok chưa, hình như là thanh niên bảo anh tay cầm bút thì giải hết đồ bán rồi. Có sách kim thả năm cũng đẹp lắm, có cái giày đẹp Michelin. Không bị lui được nhỉ. Lên trên này được rồi. Cái gì đây? Đông kinh. Nhiều ship luôn. Nhờ cái tôi. Đi phí cái nhịp tàng hình của mình, cái nhịp tàng hình của mình là để đón cái tên vạc đó chứ. Thật luôn,
chết chưa? Loại thế mà tôi chết rồi. Ít đam của thủy linh nữ. Thì bên này cũng cạn thủy linh nữ luôn rồi, mình không thấy con thủy linh nữ nào. Mình nó bút cũng là một trong những lực lượng khá là nòng cốt để mà bắt được ngay mấy đàn đấy. Kiểu đam nó to với lại nó có hiệu ứng choáng. Chơi cái gì mới hôm trước cái góc nó còn dễ chơi, hôm nay góc khó chơi hết. Không vào liên tục cái này khó đánh. Kiểu công vào nhưng mà công vừa vừa thôi, công nhiều quá khó khó hơn. Lùng cả đằng sau rồi thì tung thêm một cổ sư ở ngoài này thì đỡ hơn một chút này. Trông phết ạ. Không biết có bị đâm đằng sau lên không nữa. Mất cái ngoại công hay là mình không lấy ngoại công ấy nhỉ? Đây này, dòng kiểu này là đẹp, là đẹp nhất với lại con Ninja Boost rồi này. Ủa sao thả được cái yếu yếu. Ây da, vẫn còn thở được à. Tập biến quá à. Thôi đi chết này này, đi chết này về lấy đầy đủ bút. Lấy đầy bút, đầy đủ bút các kiểu ấy để chơi. Chuyên sinh đây. Mình không có Gami kiếm support ở ngoài thì mình mình buộc phải chơi như thế thôi. Ở đây có con em kiếm hơi gà đấy, đáng lẽ mình phải quay về đây lấy, không để ý. Ra một đầu mình ác vậy. Lũng đầu nó bé ơi, đi nào bé ơi. Ôi lên cái đá đi, trời ơi trời, phí bạc thế. Đấy là chết chắc rồi mà. Cái kèo của vỏ năng bút của mình ta bút thì chỉ cần bị choáng bị té là xong. Con vỏ năng bút nó không đủ phòng thủ. Về điểm cho con vỏ năng bút ăn được mình ta bút thì nó khá là khó.
bắn từ xa vào bạn bè gạch thì chiêu xong combo, nhưng mà vô tình cửa ăn thì vẫn có. Nó là cái hệ phái nghiêng về kỹ năng, nhưng mà về độ may rủi thì con mình ra bút nó vẫn cao. Tầm giai đoạn trên được một chút nữa thì con vỏ nóng bút nó mới có thủ thì may ra mới sống được cái giai đoạn đồ này. Còn tầm này té là coi như là đi công lên được hả? Nhìn lại nữa. Ấy á, những con này đứng công lên đánh chán lắm, phải thủ. Ờ, công đi, công đi, chẳng qua là người ta đang ở đây. Cái này dễ ta. Con này cắm giảm tổn thương, mình cắm tốc đi nha, bổ trợ được này. Homie thì phải đúng không? Lên gần. Những con dương thương thì nó lại chỉ được một mà con. Con này đã được cả. Gì? Không lẽ để con Ê. Đậu xanh thương chạy mình choáng, mình không choáng nó. Hôm nay định mượn con cán bổng cơ, mà cán bổng mãi đến 8 giờ 15 mới phản hồi nên không mượn được, để mai mượn cán bổng vào đi khỏi cho vui. Nhìn kiểu cũng lâu lâu mới có mấy cái phái hiếm, nhìn thèm thèm ghê luôn. Đánh Thiếu Long Quyền mình ra bút mãi nó cũng chán. Lên được đi chỗ đồng nào nghịch chuyển lên lấy vị trí mình xuống thôi. Tụi hôm nay tính ra phế đấy chứ, bình thường giờ này phải tầm 2-3 sát rồi, lấy 14 lại 10 lấy phế rồi chứ. Cái tường trắng chứ là mày đang dạ vẫn đông ấy chứ. Mạnh một chút to với lưu thì vẫn yếu. Người cuộc chuyện trận đấu này chỉ là lưu không có nghiêng kiểu bên này nó hơi khác, lại bên cái này là góc nhận định cá nhân, kiểu anh tấu lúc thắng thì cái hiệu nắm đông của họ mạnh hơn.
thắng là người ta sẽ đánh được kiểu đánh ép căng hơn, còn bên bên lưu thì kiểu khi thắng thì người ta lại treo luôn. Là một số anh em vẫn đánh thôi, kiểu team cứng cứng một xíu thì người ta lại không đánh. Còn hưởng đám đông của bên tống nó mạnh hơn, lúc mà thắng anh em tống đánh đông kinh khủng. Đấy. Để gọi là chơi được thì vẫn chơi được, chỉ có một cái đấy là không có support thôi. Coi như là không đánh bằng MP đào mà đánh cổ sư toàn bộ là Olinda hết. Công được là công mà thủ được là thủ. Không quan trọng thắng thua nữa, là mình cứ đánh theo kiểu là Olin thôi. Triệu Vân 67. Ngày xưa là mình hay chơi đó kiểu đó, đăng thả choáng này là mình để chắc ăn, mình hay ra chữ thả choáng. Chạy thì cũng không hẳn là chạy, nói chung là một nửa đi ha, một nửa nghỉ đi ha, nói vậy cho nó dễ hiểu. Một nửa nghỉ, một nửa chơi. Mình làm sao mà dám dùng cái từ chạy, bắt quang bắt cứ định gài mình. Mình sử dụng cái từ đấy là bị chửi thở tiếng chó luôn. Chỉ là nghỉ hoặc chơi thôi, phù hợp không phù hợp thôi. Tống là chủ yếu là thua về support thôi, thêm được chục à support là... Tống lại như rồng như phượng dở mà. Cờ gì lậu vậy, mình nhớ là mình cắm trước mặt mà lắm nha, bị đạn thế. Mình nhớ mình cắm cờ vàng ấy trước mặt thôi, nó lại nhích lên trên. Ui, chụp nó không phanh. Không lên được rồi. Ra để chết hay là ấy á, đừng ra để chết hay là đứng cho nó chết từ trên đó, chọn đi. Ồ, đừng có cơ đấy nhờn. Ngày xưa có cái bài Thế Vân Tung xong rồi tàng hình nó mới hay, là nó bị giật ngược lại về lại cái chỗ mà lúc đầu Thế Vân Tung ấy. Nó còn có tí gọi là khó đoán. Có quang nhắn tin cho mình là được, lo lợi nhá. 250k còn một đêm chống mông. Tống toàn thủy xanh đúng không? Phải biết chống mông mà tập đánh vần. Ây da, này có em mà lại tống công sánh nữa mới là. Mình chính xác là tầm mấy giờ anh em mình lưu đánh Bắc Cường nhỉ? 9:10 đúng không? Để qua hóng hết cho vui thôi. Xem có quy mô tổ chức giải đấu nó như nào, hóng hết xíu, chủ yếu là công tác hỗ trợ thôi.
Thế anh em bảo là 9 giờ 10 thì phải. 9 giờ 10 thì có cái quy mô tổ chức. Qua không hết cho vui. 9 giờ 15 rồi, đánh chuẩn giờ AD đấy nhỉ. Lấy giờ AD làm mốc. Nằm xuống. Trước cái con Amida là cái con mà nằm ngả là tội, nhìn tội nhất cái game này, lộn 3-4 vòng. Bị mấy anh cái bổng đập là lộn 2-3 vòng nó té, nhìn hài vãi cả trường. Nhớ nha, em chỉ làm trong tay phụ thôi. Do thứ nhất là anh em báo trễ quá nên em cũng chưa rảnh để hỏi thêm. Sau này thì có thể là anh em nhờ thì mình cũng có thể làm trọng tài chính cho anh em cũng được. Do thời gian gấp gáp anh em hú muộn quá nên xin phép chốt chỉ làm trọng tài phụ đó, kiểu để xử lý cho anh em một sân chơi mượt mà, tạo điều kiện để giao lưu thôi. Hoặc là tâm thì có nhưng mà tầm thì hiện tại thì không. Ủa nhưng mà em có ý tí như là có một cái quét, nếu mà anh em mà chơi theo kiểu đấy Bắc Cường có một cái quét, không biết là sếp còn nhớ không, nếu mà bác thích thì để em tham khảo lại cho. Nó có một cái quét mà bác nhập tên của các tổ đội vào, kiểu chia danh sách xong bấm phát là nó sẽ chia vòng bảng đánh từ A đến Z thôi. Nó cũng chia theo kiểu vòng bảng y chang như vậy luôn, chia từ đầu đến cuối rồi các thứ cho nó nhanh. Không biết là bác xài web hay là bác xài tay đấy thì em không rõ, nhưng mà hồi xưa em có xài một lần xong rồi kiểu server nó không, anh em trong server không chấp nhận kiểu đấy nên em không làm thôi. Cần thì em lại đi hỏi lại sếp. Lâu quá không làm cũng không nhớ nữa. Mấy năm rồi. Còn cái quay ập nếm cái đấy cùi. Ừ, chứ có quét cái kiểu đó. Thôi qua thì cũng hiểu được. Tám mươi phần trăm rồi. Cùng chạy hiểu thôi, thôi qua hiểu tập 80%. Hay mà. Kiểu ngoài trừ những cái giải đấu do bên game tổ chức thì kiểu những anh em mà cầm đầu hay là phụ tá các thứ gì ở trong bang làm thêm những cái hoạt động cho anh em chơi nó sẽ vui hơn. Được nữa thì chia team ra. Kiểu chia team ví dụ bang là tầm 50 người chia 25 có những hoạt động va chạm với nhau, tổ chức chia lấy một cái map nào đó như bỏ đang hay là đại lý rồi này kia nữa, BK chia làm sao đều tí là được. Ví dụ xoáy mỗi bên một con nó sẽ ok hơn, nên nó cũng không cần thiết là phải quá là phụ thuộc vào những trường. Game sẽ nhiệt và hay hơn khi có nhiều thứ xoay quanh, không phải là những trường. Tại vì hồi trước em chơi ở cái quy mô trước ấy, em cũng nói nhiều lần rồi, quy mô ở năm 9 chơi thì nó không tham gia những trường, nó sẽ chia ra nhiều cái hoạt động mà người ta vẫn tồn tại được mấy năm cơ mà. Cũng do phần công quả ví dụ của các ban chủ mà làm đạo nhau rủ xếp kèo BK đến bây giờ đấy, tổ chức BK ở cái map nào đó đánh bao lâu nghỉ chán nghỉ. Đây cũng vậy, ví dụ bang hiện tại như là bên SBTC đang mạnh ấy, thì anh em có thể tổ chức những cái hoạt động chia ra.
Team 1, team 2 không thì là sẽ là hay nhất là cọ sát giữa bên anh em G7 với lại anh em CK, làm hai nhóm tách ra đấm nhau. Bây giờ hai nhóm đó đều hai nhóm lớn rồi. Đợt trước thì G7 có vẻ là nhìn hơn, nhưng mà đợt này thì anh em CK có bổ sung nhân lực rồi. Làm quả trầu nhậu là đẹp. Tách ra tầm này. Không cần phải làm giải bang để bổ gì đó, làm tầm 5 kiểu đánh theo bang làm gì. Cứ đợt trước tôi có cái ý tưởng định nếu một tháng sẽ cho một bang hội cử ra 50 anh em đánh chinh chiến cạnh tranh. Làm kéo cái chầu nhậu. Đúng rồi bom. Hello Xuyên nhá. Xuyên đang có đang đá con của Minh Đào không? Hay là bảo anh? Nhét cái đảo này ghê. Cái này cái cổ nó dậy quá. Con mộng chúng ta này sâu quá. Nhìn cái màu chat là biết mà. Gọi là mấy anh em hay sớt các kiểu chat để làm thương hiệu cá nhân. Hello chat. Trung Hoa ở lên cấp 5. Công bộ có 20. Giờ hộp quà là tự dưng lại chết nhiều hơn. Hôm nay không thiếu cổ sư. Hôm trước còn có con cổ sư trong tay, hôm nay không có. Ây da. Cây tê giò. Hành thì mình vẫn rẻ hơn con lô sư thì nó lại nhàn hơn một cái là nó thả cái ngủ luân xong nó chạy cũng được. Má được 100 tập này bắn đau vậy. Bao bổ trong 50% máu kinh khủng quá thật trưởng.
đánh sâu luôn. Bên ấy công mạnh lắm chơi, công mạnh lắm thì thủ như này đánh dễ. Năng me sáng lên được 30 sát là ổn. Tầm này là nhiều đấy. Dương một sát là hơi nhiều ấy. Đáng ra là có khi là còn phải âm, thế này thì lại làm sao mà đánh được. Bên này thì không có một con Gavidan nào, bên kia thì hai ba con Gavidan. Cổ sư thì cũng không. Kiểu cái nhịp hồi mà thương không có. Như một mạng là hơi nhiều chứ. Không có mạng là may rồi. Họ thì yêu cổ có bao giờ hết đâu. Nó giống kiểu ngày xưa Tống, ngày xưa Tống cũng không bao giờ, gần như là không bao giờ hết yêu cổ được. Tầm này thở tiếng chó không ấy chứ. Đồ câu à, không được. Hôm nay mình phải chống chờ để xem để đấu anh quy mô nhóm đánh như nào thôi. Dạ. Bấm bơm máu rồi đấy chứ. Thịt cứ trình. Con này nó hơi lục một tí. Tốt khi ngũ hành. Cạnh đi thôi. Tốt vận công. Nha đầu. Thường mình thả hay kiểu còn một hit như vậy thì không. Sang tàng hình để bấm lấy kháng mà mất không kịp. Cái góc này là góc thả xuống nhất. Biển ngạn tím.
không vào như này không bao giờ phế được. Đấu chi tiêu GDP. Con này thì cũng chả cần công trạng các thứ đâu, cũng không cần. Ây da. Giờ qua thành đô ngồi chờ anh em đánh xem giải đấu của anh em xem sao. Đa tình nô 1. Này chắc là trọng tài chính à? Covid 002. Mình chỉ là trọng tài phụ thôi nhá. Chính xác mà, tinh chuẩn. Mình chỉ là trọng tài phụ kiểu để xem, thứ nhất là xem vui vẻ thôi, thứ hai là để anh em cần hỗ trợ gì thì mình có thể hỗ trợ cho anh em một cái giải, một cái sự kiện vui vẻ thôi. Ba ba tầm này, tầm đồ này kém bóng quyền mạnh VL. Có cái kém bóng quyền chấm. Kém bóng quyền cổ sư các thứ thì thế nào? Nhưng mà thương kém bóng quyền với lại thiếu ta, thiếu đồng đao tầm này cũng mạnh này, thiếu đồng đao tầm này CC không chế. Nếu mà để gọi là team team mạnh mạnh một chút thì mình nghĩ là phải có cái bằng quyền, đó là nó là mạnh không đùa đâu. Nó không cần phụ thuộc vào tốc nhiều, phái nào tốc thì cũng ngon mà kiểu nó không bị phụ thuộc. Ừ, con nào cũng làm quả cái bằng quyền thôi. Thiên nghĩa cái bằng quyền nhiều phết chứ. Phải có cổ sư, ngay mi đàn tầm này không đáng sợ lắm. Tốc đâu mà nghe mày đàn, nó thật là tầm này nghe mày đàn sợ là không đáng sợ đâu. Tranh thủ ra thở ấy đã.
cho anh em ngại gì, chỉ là người đảm bảo sự công bằng, sự map để cho anh em chơi thôi. Map bên này thì có hủy trận đấu được nên không vấn đề gì. Năm độc không mạnh lắm đâu, nó thật. Tầm này mà năm độc mà không được bung năm thi thì lấy đâu ra mà mánh. Năm độc nó phải có set boost, bắt thi các thứ thì nó kích đam lên con thi nó mới mạnh được, chứ còn đam cơ bản thì không chắc là mạnh đâu. Chờ dí mấy cái con thi cơ bản như con voi hoặc là oan hồn mà dí được người thì có khi là xong game rồi ấy chứ. Nên mình vẫn đánh giá là năm độc không phải là hệ phái mạnh ở cái phân khúc 80 này được. Nếu như được năm độc được cho sử dụng set bắt thi ấy, và bắt thi thì năm độc có thể gọi là mạnh. Đây là chỉ là dự đoán như thế thôi nhé, thực tế thì không biết được. Thiếu lâm quyền mà tầm này thì vứt đi à, cái lâm quyền chứ. Tưởng thiếu lâm quyền thì sân chơi này không chơi được. Tốc đâu mà sút. Hai món đồ thống à. Lấy cái giảm thọ thương của đồ thống. Sẽ chiêu tầng kiếm kim ấn. Bỏ tay thiên nghĩa. Ba phụ lục quý quyền. Cân. Hiệu đồ thống tự mua được mà. Hiệu đồ thống có mua được khác qua rẻ không nữa mà. Toàn kém một quyền thôi anh em ạ. Nhìn bựa vai cả trường. Xung quanh toàn kém một quyền. Bắt đầu rồi hả? Gỗ nào? Anh em này hỏi cường chọc bỏ 9:15 mà đánh mà. Xung quanh toàn là cái bóng quyền. Không, ông mình chỉ là trọng tài phụ thôi. Anh em bảo đánh kìa. Vẫn là đội ngũ của anh em Minh Lưu là trọng tài chính nha, mình chỉ hỗ trợ. Thứ nhất là mình sẽ nhắc lại là mình trọng tài phụ và hỗ trợ cho anh em một cái sự kiện để cho anh em chơi không bị bất kể một thế lực nào phá thôi. Đúng giờ mà đánh nhỉ. Này làm sao mà kèo cáp được nhỉ. Mẹ 22 trận lâu lắm anh em ạ. Tại vì cái team mình nói với anh em nhé, là cái time chết của nó không phải là cái time mà anh em vào đánh đâu. Thì trước mắt cái time ngồi chờ nhá là mất tầm cỡ 1 tiếng rồi. Một trận đấu phải vào trong đó phải ngồi chờ mất 2 phút. 2 phút thao tác ở bên ngoài cho đấy là gọi là thao tác anh em nhanh luôn nhá. Thao tác nhanh thì cũng phải mất 3 phút. Đấy là chưa tính thời gian đánh. Nếu mà đánh nhanh nữa thì các thứ thì một trận tầm 5 phút hay 2 thì phải tầm 3 tiếng. Thật nếu mà gọi là đánh thao tác nhanh cũng rơi vào tầm cả 3 tiếng đấy, không ít đâu. Tổng là gần 3 tiếng. Đấy là cái time mặc định mà gọi là cái time không thể làm gì mà phải cứ ngồi chờ thôi thì nó đã mất tầm... Không, mình chỉ ngồi chơi một chút thôi. Ngồi chơi một chút sau thì anh em cần hỗ trợ chứ mình vẫn ngồi đây. Cơm chứ còn chưa ăn mà. Cơm còn chưa ăn thì vẫn ngồi đây. Rồi anh em cần hỗ trợ gì thì mình hỗ support cho anh em thôi. Trời mạnh chứ. Trời mạnh ở đằng khác. Hiện tại thì cũng đang là một thành viên của bên anh em SPDC. Sinh cái tuổi đường môn nhậm hiệp giờ này cái nào? Giải đấu 3v3 anh em tự tổ chức, anh em Binh Lưu tổ chức với cơ chế đây là tài khoản level 80 và nhận trang bị hỗ trợ từ phía thẻ thân thủ. Nga mi kiếm thực sự tầm này cũng không cần thiết lắm đâu, nghỉ bút thấp tận dụng được những cái hệ phái mà không cần tốc thì nó ngon. Đường môn nhậm hiệp tầm này cũng là một phái sốc đam to, nhưng mà so với các bản quyền thì mình nghĩ vẫn là kèo dưới.
Chắc mấy quyền tầm này nó vận hành dễ thôi, đừng muốn nhầm hiệp. Đừng muốn nhầm hiệp thì kiểu combo chưa xong nó chạy mất rồi. Ây da, giám đốc Agribank á, thật không? Ây da. Để hôm nào biết đường đi vay vay vốn thì lại phải làm quen rồi. Chuyển sang chế độ gọi là bợ đít thôi. Vai cả mấy bố bây giờ đi kiếm tim, bây giờ mới đi đang đi kiếm ông nào tim mình. Chắc là anh em chỉ tiêm đánh vào thôi nhé. Cái cơ chế này thì anh em chốt giúp mình nhé, là chỉ tiêm đánh với lại trọng tài chính, là chắc trọng tài chính chỉ là con đa tình nó một đấy đúng không, và trọng tài phụ như mình thôi thì vào trong thôi nhé. Còn nếu những người khác vào trong thì mình xin phép mình kích ra ngoài nhé. Cái này xin phép trước, bởi vì đây không phải giải đấu của bên mình tổ chức nên mình không có quyền quyết định, mình phải xin phép anh em. À, thế là mai mốt mà còn túng thiếu đi vay vốn thì phải nhờ bác Cường, bác bố gọi là bố thí cho tí quan hệ để gọi là vay tí vốn thôi. Dạo này FE nó gọi mình suốt má, con mỗi FE là quan tâm mình nhất trong đời thôi, gọi vay vốn suốt. Thế mà đến lúc mà đi ra mà mua trả góp đợt trước còn tạch mẹ hồ sơ, mẹ nghỉ mà tức. Ừ thì mình đang muốn hỏi là trọng tài chính biết đấy, biết là Cường Trọng thì có biết ai là trọng tài chính, cử ra một người làm trọng tài chính thôi và hai team đánh. Còn game bảo làm hai này là quy tụ nhiều anh em tay to mặt lớn, mà nhiều anh em tài chính có công việc, thậm chí là gọi là những người khá là thành công trong cuộc sống nhiều chứ. Cái này đánh 1 giờ thật đấy, không đùa đâu, ít nhất là 3 tiếng mới xong, tối thiểu là 3 tiếng. Còn đánh cụ thể đáng lẽ nếu mà đông đông hai hai team như này thì ngọc hách, nhưng mà con nạc nào quan trọng là con nạc nào ấy bác Phúc ơi, cho xin con nạc để làm trọng tài chính chứ. Thì tí là mình chỉ giữ lại một con nạc trọng tài chính với lại hai team đánh thôi, còn tất cả các thứ mình cho ra ngoài hết. Bi xe đần thường kim xà này sắp nói nhiều. Nhìn đâu, hình như nghe nói là đi anh nhá, trọng tài phụ. Tìm một tìm hai vào này, ok này, thông thiên đại lôi đấy anh em. Nai bro 24, Nai bro 24 ạc đánh, mà ạc đánh làm sao trọng tài chính được, trọng tài chính thì chỉ việc đi theo giám sát thôi. Nhưng chắc là cắt cử con đa tình này rồi, thôi thì con nào cũng được, chỉ cần để một lại bọn ạc tí là mình tự xem đấy, thấy không, thao tác bây giờ như mình nói rồi, ít nhất là phải 3 tiếng, bây giờ đang còn chưa biết người ai ai nữa. Này bro 24 người tiêm đánh thì làm sao mà làm trọng tài chính được, phải cầm mạc clone thôi, mạc vô môn phái để đến thứ nhất là có thể là đến lượt tiêm mình đánh thì rớt này xuống trọng tài phụ cũng được. Tao ba càng đánh sớm đấy, đây một trọng tài chính, hai trọng tài lận cơ, hai trọng tài thôi. Vậy thôi tùy anh em thôi, anh em quyết định như thế là vấn đề anh em tự quyết định thôi. Ok thank ok gì ác vậy, xích mích chưa đánh là tôi xích mích tình cảm anh em rồi, đội còn lại đâu. Nếu mà đông đông như này thì góp ý anh em chút thì mình chơi theo kiểu mà ông team nào vào trước mà team sau mà không vào trong thời gian đấy thì loại luôn cho nó nhanh, chứ không cần thiết phải chờ 5 phút đâu, chỉ cần có một team vào xong team kia mà kiểu chờ đến lúc không ra nữa thì anh em mình loại luôn, bởi vì thời gian chờ chết đã là 2 phút rồi, nên chỉ cần hai nhịp như thế là đứt đấy.
một quyền cổ sư nghe mấy đàn, thêm một đam team này gặp team có cổ sư và hai đam của team này đứt, vận hành chính bằng con nghe mấy đàn khó, nghe mấy đàn tầm này tốc đàn với lại hiệu ứng lên tầng nó cũng ít. Cần hỗ trợ kích ạc và hủy trận đấu nào thì nói mình nhé, mình có thể hủy luôn anh em, không cần phải trở lại đâu. Mình có quyền hủy được trận đấu này, chat mình phát là được. Ngồi đây tầm 10 giờ đi ăn cơm anh em ạ, đói bụng quá thật, chưa cơm. Hôm nay người kiểu mệt thế, chiều ngủ giấc. Giờ chắc đang loạn, chưa biết tin nào. Đánh qua kiểu vòng bảng cơ, giống như kiểu như bên mình làm được trước là qua cái vòng bảng vào vòng trong thì nó mới nuột nà được. Chứ còn mấy cái khúc đầu như này dối lắm. Anh em lại chửi nhau gì ấy? Ừ, đúng rồi, kiểu hết giờ win thôi chứ còn đẩy kiểu này mình đã thông báo rồi thì còn cái tham chết cái 2 phút này mà anh em đánh hết 22 trận một cái trò này thì mất hơn tiếng rồi. Luật 5 phút thì đấy là luật của bên mình cũng ký ra rồi. Nhưng mà tùy cơ biết thôi. Lạ, giải đấu bên mình tổ chức thì trận đầu nó cũng gặp khó khăn, mà trận đấu của anh em tổ chức thì trận đầu nó cũng khó khăn. Ai... Không 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 có một trọng, đáng lẽ một trọng tài ở ngoài nhắc anh em đấy. Một trọng tài ở ngoài để mà nhắc anh em vào chứ, hai trọng tài chính trong hai trọng tài vào trong hết, chả ai ở ngoài, nhiều khi người ta bị dối. Bởi vì đánh không đánh bằng ạc chính thì người ta sẽ không nhớ được, đấy là đôi khi còn không nhớ được là team nào. Nên đề nghị là hai trọng tài này, một ông ở trong một ông ở ngoài cho nó chuẩn chỉ. Còn mình để ý team, mình cầm danh sách mình để ý team xong mình nhắc anh em cho nó dễ nhớ. Mới trận đầu là không thuận buồm xuôi gió rồi. Wow, một đống 8k cơ. S. Vịt đặt đi. Vịt đi cho đặt đi. Tầm này các băng quyền khỏe lắm, nó dễ vận hành. Đây rồi. Cuối cùng trận đầu tiên thì cũng được rồi. Đội hình sẽ là được Vô Nhộng Hiệp, cái Măng Quyền với lại Thuyên Anh Nữ á. Ai kể mà nói thật anh em mà thông báo tôi sớm một xíu thì tôi sẽ xin tài trợ thêm cho một chút gọi là thêm một chút kinh phí đi từ đội ngũ admin. Nhưng mà lần sau rút kinh nghiệm nhé, tất cả bên phe phái nào, phe nào cũng được hay là gì đó cũng được, nếu như anh em có một tài tổ chức một cái giải đấu mà có quy mô mà cũng to to như thế này thì anh em có thể liên hệ về cho mình sớm thì mình cũng xin để gọi là thêm một chút kinh phí để cho anh em vui vẻ, bổ sung thêm cho anh em một chút tài nguyên vàng bạc châu báu đá quý thôi, ủng hộ tinh thần giải đấu của anh em chơi. Nhưng mà nhớ phải inbox sớm. Bên game mình không tiếc gì, không không tiếc để hỗ trợ anh em sân chơi đâu. Đừng Môn Nhộng Hiệp, đừng team này thua chắc. Cách phối team như này thì không 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 ai phối nhưng thương. Nhưng thương tầm này cũng là một phái mạnh mà ta. Cửa thắng của team này à không, từ từ nhá. Dù sao thì bên này nó cũng chỉ có một nguồn đam thôi. Mà nó lại có ngay mì đạn.
không sốc được tên đầu ấy, đánh ở tên đầu rồi. Tên đầu nếu mà như con ngai mê đàn mà sống được mà bắt được một cái CC thì team này còn có cơ hội thắng. Nhưng mà cửa thắng bên này vẫn cao hơn. À Dương Ngân Thương bị cấm à? NG không thấy Dương Ngân Thương. Chứ Dương Ngân Thương chấn quân đầu thì nó vẫn là thượng đẳng. Bảo sao không thấy con Dương Ngân Thương nào? Bên này thì phụ thuộc nhiều về con cái một quyền quá. Gặp một team có cổ sư thì team này mất đi, khó đánh lắm. Đi hai đam một thủ rồi đẹp, kiểu hai đam một thủ á. Tưởng cho Dương Ngân Thương vào không, Dương Ngân Thương không có chấn quân 30 giây không mạnh đâu, nó cũng bình thường thôi. Kiểu đồ cơ bản như này nó bút lấy đầu linh tầng 10 giây thì cũng không thực sự là bá lắm. 20 giây này. Ok, cơ thủ tiêu. Một bên sẽ đánh tập trung vào ngay mê đàn sớm. Ở bên kia thì bắt được ai đánh gì đó luôn. Sâu biến rồi. Nhảy vào ngay mê đàn. Ui. Sốc đam vẫn đáng kể lắm, bởi vì mình mới bảo là tầm này con Gamidan nó không phải là một cái hệ phái không mạnh. Má xin lỗi tìm tao sốc càng nha, mà bút tâm linh ác quá mà máu. Ủa hình như được xài máu to à, này mình hơi thắc mắc một tí là được máu chiến trường có lên nhanh như vậy không ta. Đáng ra thì phải đặt bút sâu biến cho con Gamidan đàn thì nó chuẩn chỉ hơn. Con đường môn nhậm hiệp nó có một cái đấy là mật tịch bốn phái nhảy xuyên yêu cổ nên gần như thì nó sẽ bị ăn đam một nhịp. Một một như này thì ê, một một như này cổ sư ăn nhá, tầm hết máu như này là cổ sư ăn này. Vẫn ăn, đúng là không tin tưởng nhầm bạn. Cứ ngờ đâu là thắng được nhưng mà rất là xin lỗi, tôi đã nghi ngờ nhầm. Đây cũng là một cái kinh nghiệm cho anh em để ý một chút là tùy theo các hệ phái thì sẽ bút làm sao cho nó hợp lý hơn. Cái yêu cổ không giúp cho ngai mê đàn có thể ừ. À thêm 3 thêm 4 vào luôn à. Không giúp cho con ngai mê đàn có thể chịu được đam đâu. Tầm này ngai mê đàn mỏng lắm, trang bị không có giảm thọ thương và không có này kia thì lấy đâu ra sức chịu đựng. Thì kiểu cho con cái team mà có được một nhậm hiệp với lại cao quyền thì nó sẽ đánh ở combo đầu, nhảy vào bắt xịt thì coi như là sau đó thì có thể là bút lại yêu cổ được. Nhanh thế này me một nga mi đà, một cái băng quyền và một nga mi kiếm. Team này sẽ có tốc độ đánh và tốc độ di chuyển cao hơn team đối thủ. Bên này năm độc ngay mới đạt cắm quyền. Sai thi đánh vào ngay mi đàn xong rồi để xem coi mình có nghi ngờ nhầm năm độc không. Nói chung giải như này hay mà mình khuyến khích là anh em nên, ngoài trừ những giải chính của bên game thì anh em nên tạo ra những event phụ đó thì cái đấy nó mới duy trì được. Thứ nhất là nó gắn kết được tình cảm. Có yếu tố tội phạm. Để mình ra để tôi mua cho con Lục Lâm. Thôi anh em chắc là tự đi mua được rồi, nếu mà ra ngoài thì tự mua được rồi.
tự ra ngoài thì tự mua được rồi, không cần phải sau thì nhờ tôi can thiệp vào thôi. Thì mới hay cũ nó cũng là game thôi, đối với bên mình nó là game thôi mà. Cái nào còn nhiệt thì cũng không cần thiết phải server mới. Có hỗ trợ thi nhá. Cùng lắm thì tôi trích ra mấy cà vàng đi mua thi cho anh em cũng được. Cơ thủ tiêu mực cực 8 thành 93 bé ca kiểu một tự chọn như này nó hay, nó không bị yếu tố mực cực can thiệp nhiều. Có bên nào thuê mình đánh không anh em, đùa chứ nhìn ngứa tay phết. Anh em có thừa thừa các ông quyền thuê mình đánh không? Hơi hơi ngứa tay nhá. Không có báo cho trọng tài phụ gì hết. Mấy ông này làm ăn hỏng hỏng. Không xem trọng tài phụ ra gì. Tầm này người ta đánh người ta đang coi trong Discord để dễ theo dõi hơn rồi. Phải ở trong Discord để theo dõi đánh lượt hay không. Đùa chứ anh em nào có team từ thiện đúng không? Nhìn khúc này nhìn ngứa tay vai. Xin slot từ thiện anh em ơi. Xin tự giới thiệu mình là một trong những người chơi kéo bằng quyền hay nhất trong mờ. Bro 24. Lấy tóc tầm này có sen thật sự nó có lợi hơn không đó? Tóc nhanh hơn, di chuyển nhanh hơn, nó cũng là một cái lợi thế này. Cái quan trọng là đánh này không lăng ba này nó hay phết, mình thích kiểu đánh không lăng ba. Dậm 55 tốt này, bắt cơ sở bắt tốt cho để bị hiệu ứng khống chế rồi, để con em bị đàn xa quá hơn nhau cái tốc ấy, cho con em bị đàn đặt xuống sớm. Cover anh em. Giúp tìm được cái bản quyền có kháng cơ bản cao lắm, đến từ cái yêu quyết kia. Team này rộng quả 55 cánh tham là tốt, nhưng mà xử lý thì không được đồng bộ với nhau cho lắm. Mùi ông đánh mùi người. Thay vì bắt con ngam đàn thì có thể bắt con ngam kiếm sớm thì câu chuyện có nhiều khi còn giải quyết được đấy chứ. Ừ, nó có kháng mấy chục phần trăm tầm này, nên cái một quyền vẫn là một hệ phái có kháng ở trong này, nên nó có dí cái con ngam đàn được. 3-0 trắng à, trận này thì không căng thẳng mà trước gọi là ba mạng trắng. Nhưng mình đánh giá cao cái băng quyền căn tham chuẩn, căn tham rộng quả 55 hay quá, nhưng mà team đánh rời rạc. Đánh chuẩn chỉ với nhau lại được một chút nữa thì ngon hơn. Lợi thế khi có team có nghe mi đàn
hai bên mà kiểu có ngang bế đàn mà không có ngang bế đàn là nó ăn nhau ở cái khúc mà nó bắt tham ấy, là con cáo quyền nó rộng quả 55 là có một nhịp cho con kia nó xử lý. Ui nhanh thế. Quá. À đúng rồi quên quên. Đánh theo cái vòng không phải là đánh theo kiểu như đợt trước của mình là loại trực tiếp luôn, còn cái này là đánh theo vòng. 1 cặp 2 rồi 2 cặp 3 rồi 1 cặp 3 rồi 2 cặp 3 của đánh theo vòng ấy. Xin cái tuổi Ninh team nào cũng có một cơ hội để gọi là sửa sai. Em có gửi cái qua cho mình rồi thì nó sẽ có theo hai slot mà. Mỗi vòng bảng sẽ chia ra hai vòng bảng, vòng A và vòng B thì không để lấy máu để mình hủy cho, để mình hủy trận cho không. Khỏi mà trở lại cần hủy không? Không cần phải trở lại đâu. Ấy có hay không? Ok. Người có người không này chết. Cần hỗ trợ gì thì cứ chat mình phát là được. Team này thì lại ôm chết, cũng chắc là vẫn ôm chết được một con giai đoạn đầu thôi. Cái mà quyền vẫn đứng một trọng hiệp là 21, chắc là thiếu lâm đao nữa, thiếu bỏ những con thương rồi, thiếu lâm đao sẽ là ba cái hệ phái mà giai đoạn này đam to nhất. Thì nếu đâu đó sốc chết được một con ngay lập tức mà không mang lại thiệt hại gì thì cơ hội thắng cao. Thuy Linh nữ thì mình lại thấy nó không không thực sự là phù hợp ở trong cái giải đấu này, tốc nó chậm, để con điêu nó cắn được thì có khi là hai thành viên còn lại làm xong rồi. Nên thậm chí có thể Odin Dam luôn, ba phái luôn, bắt định thân của đường môn nhậm hiệp xong kết hợp với lại thôi miên của Thiên Long Đao. Rồi xong, mỗi ông đánh một con này, đủ đam không? Đấy. Ê, được hồi sinh nhá. À, được hồi sinh thì có nghe mới kiếm, nhiều khi nó sẽ có lợi thế nè. Vậy là anh em chưa thể thức được hồi sinh rồi. Được hồi sinh thì có nghe mới kiếm, nó là một cái lợi thế đó. Gặp mấy combo sốc người mà bắt không phải con nghe mới kiếm, nó hồi sinh lại một nhịp và team kia lỏ lỏ mất một combo rồi. Chưa kể còn bị lỏ máu nữa. Hơi bất ngờ, hơi bất ngờ. Mình tưởng gì sẽ lấy một số cơ chế của bên game cơ. Nếu như thế thì phải cân nhắc bắt chết con game kiếm sớm. Ừ thì tùy mà, nói chung là cơ chế giải đấu thì anh em giao như nào thì nó là như vậy thôi. Bốn năm sáu bảy
cũng nhanh phết. Kiểu bây giờ bắt đầu vào form rồi mọi người đánh nó cũng nhanh. Mới có 20 phút mà cũng đi được gần xong, chắc cũng gần xong bảng A rồi. Tổ đội này cũng vừa thắng ở trong chít soát này. Mình thấy là cái màu là cái màu tim tim của bạn vừa rồi rất nài rồi. Thua hai trận thông rồi. Gãy hai trận thông rồi. Tiếng nó quyển bolit. Năm độc không thật sự mạnh ở giải đấu này đâu. Ít chung là ai? Quy cao với lấy chung là cái gì không hiểu. Canh tham để dậm 55 sớm. Cái bài mà đếm đếm giây dễ nhất thì mình cứ bút cái skill lên thôi. Hơi loạn. Kiểu không tầm này cái lợi thế mà Onitam thì cũng ngon, mình không có team nào mà mình phải đánh đồng bộ được với nhau cả. Đều mỗi ông bập một người thôi. Ông này thì dí cái bóng quyền, dí nghe mày đàn xong ông này cũng dí cái 55 của cái bóng quyền. Tầm máu thấp nó tạo được biến kinh khủng luôn, phải nửa cây á. Lần này lấy gì win? Bất lợi của việc một đam nó là như vậy á. Cứ đi hai đam một thủ là đẹp nhất, hai đam một thủ là ok. Cân ba không? Thật có cơ hội nào cân ba không? Loạn. Có năm độc bắt gãy skill ghê lắm. Này cơ hội nào mà cân ba? Ngoài kia hình như có thiếu lâm đao này phải. Ngoài xem có thấy thiếu lâm đao. Nhưng mà thật sự góp ý anh em một chút thì nếu mà được thì anh em nên tập trung đánh đồng bộ với nhau một chút. Ví dụ team 3 thì ba ông đánh ba con.
Thôi cho nốt trận này mình đi họp ăn cơm đi nha mọi người. Đói bụng quá, anh em cần hỗ trợ gì thì mình vẫn ngồi đây thôi, nhưng mà đi bới tô cơm ăn. Lần sau mà anh em có giải đấu thì anh em cần mình hỗ trợ thì anh có thể nhắn tin cho mình sớm nhé. Để mình thứ nhất là như mình nhắc lại để mình có thể hỗ trợ thêm một phần thưởng nho nhỏ để cho anh em. Thứ hai là mình sẵn sàng tâm lý hơn. Tốt trận yên cơm. Đói bụng không chịu nổi. Sáng ăn sáng cho đến giờ chưa ăn cơm luôn. Chưa tôi đâu ăn. Tốt một nhiều. Team này nếu mà thắng là thắng cũng hai trận rồi ta. Nếu mà team này thua trận này nữa thì chắc cơ hội vực lại không có. Thua hai trận thông rồi. Top 1 không căn bản là sự hỗ trợ của team này con Quy Linh Nữ nó khó chơi, tầm này tốc nó không đủ, điêu cắn tầm này cũng không thực sự phải là đau lắm. Không không đáng kể đâu, tầm này tốc tốc nên cái đó nó cũng không quá là quan trọng, để so đóng góp với lại mấy cái hệ phái khác thì nó không bằng. Thôi nó đùa, nhưng xin phép anh em mình họp nhé, cần hỗ trợ gì thì nhắn tin cho mình ăn cơm đây, đói bụng thật sự. Cảm ơn anh em nhá, cứ tiếp tục giải đấu đi, cần hỗ trợ thì nhắn tin cho mình.